Mình cài cái phiên bản XEV này là 3.8. Cái này là phiên bản mới ha. Bạn nào mà cài cái phiên bản trước đây á thì tải về lại. Cái phiên bản của mình hiện nay là 3.80690. Thì ra vô lại cái AP là nó đã có cái trang đầu tiên, nó chỉ cái đường dẫn á, mình sẽ tải về. Rồi cài rất là bình thường, cái này nhẹ lắm. Z 3.8. Rồi xong, nhanh gọn nhẹ. Tuy nhiên đừng có chạy liền. Sau khi cài xong cái bản này thì các bạn thấy có cái file là SEB Client Setting ha, chạy cái này trước đã. Chọn no. Rồi chương trình mình đã cài đặt được thành công và chạy vào.